Kết thúc quý 1 năm 2024, GDP của Đồng Nai tăng 5,86% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả đó đã giúp cho Đồng Nai xếp thứ hai trong tứ giác kinh tế của vùng Đông Nam Bộ sau thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình kinh tế quý 1 của Đồng Nai đã có những dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường thế giới biến động phức tạp, khó lường, nên sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đối diện nhiều rủi ro. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hùng Vương là doanh nghiệp chuyên sản xuất cung ứng cấu kiện bê tông đúc sẵn cho những công trình hạ tầng kỹ thuật của cả khu vực miền Nam. Trong những năm gần đây, khi nhà nước tăng cường đầu tư công, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như đường cao tốc, sân bay, bến cảng được triển khai. Đây cũng là cơ hội để Hùng Vương tăng tốc phát triển. Doanh thu năm 2024 của tổng ty Hùng Vương, chúng tôi là kế hoạch doanh thu trước thuế là 3.500 tỷ. Theo vào quý 1 là chúng tôi đã đạt được trên 20%, tức là bởi vì nguyên tháng 2 là tháng Tết, là nghỉ bớt 20 ngày của tháng 2. Thế nhưng mà hết quý 1 năm 2024 là cái kế hoạch doanh thu của Hùng Vương đã đạt là 22%. Và như vậy có nghĩa là cái triển vọng đạt kế hoạch năm 2024 rất là tốt. Khác với Hùng Vương, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Long chuyên sản xuất găng tay cao su công nghiệp và dân dụng, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Vượt lên trên những khó khăn, cản ngại do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế sau đại dịch. Năm 2023 vừa qua, Nam Long sản xuất tiêu thụ hơn 27 triệu đôi găng tay các loại. Quý 1 năm nay, Nam Long đã sản xuất hơn 7,2 triệu đôi găng tay các loại. Đáng mừng hơn là sức mua thị trường đã tăng nhiệt. Tôi thấy là đã phục hồi nhiều. Ít nhất là 3 tháng đầu năm này nó đã bằng tương đương với 3 tháng của những năm mà không bị sụt giảm. Rồi một cái nữa là một số ngành nghề tôi đã trong khảo sát một số ngành nghề trong hội viên, ví dụ như trong hiệp hội chế biến gỗ, các anh em cũng bắt đầu rụt rịch là chuẩn bị có đơn hàng. Rồi một số ngành nghề may mặc cũng đã bắt đầu có đơn hàng, và tình hình theo số liệu mà bán hàng của doanh nghiệp của tôi thì tôi đã thấy nó đã có tăng trưởng. Tuy có cái khó khăn, nhưng mà qua các chỉ số, qua các đánh giá thì các doanh nghiệp thì với sự hỗ trợ của các cơ quan của nhà nước thì cái sự thích ứng của các doanh nghiệp trong cái giai đoạn mới, mặc dù cái tình hình nó chưa ổn định, khó dự báo dự đoán, nhưng mà họ sẽ coi như là trong cái thời gian đoạn này sẽ cố gắng vượt qua để cố gắng đạt được những cái chỉ tiêu tốt hơn trong lĩnh vực sản xuất của họ. Theo số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai, quý 1 năm nay, GDP trên địa bàn tăng 5,86% so với cùng kỳ. Tuy chưa đạt mục tiêu so với kế hoạch đề ra là tăng trưởng 7,5-8% trong năm 2024, nhưng khá cao so với mức tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 73,8 ngàn tỷ đồng, tăng 14,4%. Kim ngạch xuất khẩu hơn 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 7,9%. Vốn đầu tư thực hiện tăng hơn 8,3%. Những con số trên cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi tiêu của người dân trên địa bàn tỉnh đang ấm dần lên. Tuy nhiên, một bộ phận doanh nghiệp vẫn thiếu đơn hàng. Tình hình thị trường thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường. Trong bối cảnh đó, bên cạnh sự nỗ lực tự thân của doanh nghiệp trong thích ứng với thị trường, thì vai trò bà đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước cần được tăng cường nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,5-7% đề ra cho năm nay.